Bây giờ là câu 48 các em ha. Đốt cháy hoàn toàn một ethanol đơn trước mạch hở. Thì ethanol đơn trước hở là có công thức CN này, H2NO2. Rồi, chúng ta cần cái phương trình phản ứng cháy nhá. Chúng ta sẽ cân bằng là 3N trừ 2 chia 2 oxy này. Các cân bằng thì đã nói ở phần trước rồi. Ta sẽ có được NCO2 và cân bằng là N nước. Thì những cái bài toán này các bạn có công thức đấy, mà cũng không cần thiết là các bạn cứ giải vào bình thường nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ bấm cái số mol của CO2 để về đề bài cho. Số mol đề bài cho là 3,36 lít ở điều kiện tiêu chuẩn thì các bạn chia cho 22,4 nha. Từ số mol CO2 là 0,15. Và sau đó chúng ta thay vào cái phương trình, thay 0,15 vào phương trình phản ứng nhé. Rồi, các bạn sẽ suy qua bên này này. Chúng ta bài cho khối lượng của este mà. Hệ số cân bằng đây là số 1, các bạn lấy 0,15 nhân 1 chia n, quy tắc tam suất à, nhân chéo chia ngang n. Và tại đây là số mol của este. Thì sau đó chúng ta sẽ vận dụng cái công thức là cái khối lượng thì bằng số mol nhân cho m lớn. Số mol của este là 0,15 chia n nhân cho m lớn của este này, carbon là 12. Carbon là 12, 12 nhân n cộng thêm 2n là 14n, sau đó hạ oxy là 32. Sẽ là 14N cộng 32 là M lớn của este bằng cái khối lượng là 3,7. Thì từ đó các bạn sẽ bấm được chỉ số N. Đây là 3 này, các bạn sẽ công thức là C3, H6 và O2. Tất nhiên các bạn có thể thuộc nó là có hai công thức cấu tạo. Tuy nhiên chúng ta nên tập lại cách viết công thức cấu tạo nhé. Đây chúng ta có công thức là HCO này, C2H5 là một công thức. Và công thức thứ hai là CH3, COCH3 ha, ethyl format và methyl acetate. Rồi, như vậy cái này các bạn chọn đáp án là câu B nhé. Rồi, câu B. Rồi, câu 49, thực ra thì bây giờ câu này là hai chất mà chỉ có một dữ kiện về cái số mol của NaOH thôi. Thì khi các bạn những bài toán như vậy thì các bạn để ý là hai chất này nó có đặc điểm gì giống nhau hay không. Thế đầu tiên là chúng ta có axit acetic này là CH3COOH cộng được với một NaOH. Nó sẽ ra muối cộng nước. Axit cộng với 3 giờ thì ra muối cộng với nước ha. Rồi, thứ hai là methyl format là HCO này, CH3 cùng các cộng được với một NaOH luôn, bạn sẽ có được là muối là HCONa, nếu ta hiểu bài là như vậy, cộng với CH3OH. Rồi bây giờ đề bài nói là chúng ta đặt x là số mol của axit đi, vậy thì số mol NaOH là x, y là số mol của este, vậy số mol NaOH là y. Vậy thì suy ra có phải là chúng ta sẽ có cái số mol của NaOH ở đây sẽ bằng bằng x cộng y. X cộng y là số mol của NaOH và số mol NaOH đề bài cho là 0,3 lít này nhân nồng độ 1 m, và sẽ có 0,3 mol. Đó, thì chúng ta chỉ có được một cái dữ kiện là x cộng y bằng 0,3 thôi. Tuy nhiên thì bài này chúng ta sẽ vẫn giải được, tại vì là bài yêu cầu tìm chỉ số m. M là khối lượng của hai chất ban đầu này. M bằng khối lượng của axit rồi cộng thêm khối lượng của este. Đó, thì các bạn sẽ thay vào đây thì nó sẽ bằng gì nhỉ? Khối lượng thì bằng m lớn của axit này là 60 nhân số mol mình đặt là x. M lớn của este này cũng là 60 nhân số mol đặt là y. Vậy bạn sẽ nhóm lại đúng không? Bạn sẽ nhóm x cộng y lại. Rồi, và thay x cộng y là 0,3 mà chúng ta đã tính được ở trên. Thì chúng ta sẽ có 18 gram. À, thì mặc dù câu này là có hai chất nhưng mà có một dữ kiện chúng ta vẫn đã được với cái với một cái điều đó là chính là m lớn của hai chất này đều là 60, sau đó chúng ta sẽ nhóm được ha. Câu 50. Ethyl acetate thì đầu tiên các bạn phải viết được cái chất. Ethyl acetate
CO CH3 CO là acetat, CH5 là etin. Rồi cộng với NaOH. Các bạn sẽ thu được muối là CH3CONa và cộng với ancol là C2H5OH. Rồi. Thế thì ban đầu đề bài cho số mol như thế nào? Thì ban đầu đề bài cho là 4,4 gam 4,4 gam etin acetat đúng không? Thì 4,4 gam các bạn chia cho m lớn vẽ tay là 88 này, thì các bạn sẽ có số mol này là 0,05. Đó. Còn số mol NaOH của mình là 0,02. Như vậy là khi mà phản ứng đó thì chúng ta thấy là cái thằng NaOH này nó hết. 0,02 nhỏ hơn nó hết. Vì cái muối nó tạo ra là 0,02 mol. Các bạn lưu ý, chất rắn của chúng ta là chắc chắn là có muối, cái muối dạng CONa và cộng thêm NaOH dư nếu có, nhưng mà trong cái bài này NaOH nó hết, cái lượng NaOH nó hết rồi. Còn dư là không mol này. Nên cái lượng chất rắn của mình nó chỉ có cái muối thôi. Đấy. Thì M rắn ở đây không có NaOH dư nhá, thì nó chỉ bằng M muối. Còn nếu mà este dư thì nó không phải là chất rắn nha, este dư không phải chất rắn. Các bạn sẽ có 0,02 nhân 82 lại 1,64 gam. Đáp án D. Câu 51. Thì phân 0,1 bọn este đơn chức trong NaOH thu được ancol etylic và 9,6 gam rắn. Thế thì ancol etylic đó là C2H5OH. Mà bây giờ một một este mà muốn thu được ancol etylic như vậy á thì cái este của mình nó phải có cái đuôi là C2H5. Và este của chúng ta phải là RCOCH5 này. Để khi mà cộng với NaOH chúng ta thu được muối là RCONa và cộng với cái ancol là C2H5OH. Rồi. Thế thì ban đầu đề bài cho này. Số mol của este là 0,1. Trong khi đó số mol của NaOH đề bài cho các bạn nhìn thấy bên trái đề 135 ml đổi ra là 0,135 lít nhân cho 1m thì số mol của nó là 0,135. Như vậy trong cái bài này thì cái phản ứng este nhỏ hơn, nếu este là sẽ phản ứng hết. Thì các bạn sẽ có được NaOH vẫn là 0,1. Muối tạo ra 0,1. Nhưng bài này khác ở bài trên là cái lượng dư đó trong cái nào trong cái lượng dư thì có NaOH dư, NaOH dư 0,035. Ở muối tạo ra 0,1. Còn ancol thì nó không phải là chất rắn nhé, mình sẽ không tính. Vậy thì trong câu 51 này cái chất rắn thu được 9,6 gam đó. 9,6 gam rắn mà đề bài cho là nó sẽ bao gồm cái muối RCONa 0,1 và cái NaOH còn dư 0,035. Rồi, vậy chúng ta sẽ lập cái phương trình bằng 9,6 này, chúng ta sẽ suy ra này. Số mol muối là 0,1 nhân m lớn muối là R, R chưa biết, gốc CONa các bạn cộng lại là 67. NaOH dư 0,035 nhân 40 bằng 9,6 đó. Thì từ đó chúng ta bấm được gốc R này bằng. Đây, các bạn bấm gốc R bằng ha. Gốc R là 15. Mà gốc 15 đó là gốc CH3. Vậy thì các bạn sẽ kết luận là công thức cấu tạo của este. Thay gốc R là CH3 vào. Chúng ta CO gạch đấy. Bạn sẽ có C2H5. Là etin acetat ha, con này cho đáp án D. Nhớ nha. Rắn là chắc chắn là có muối và cộng NaOH dư nếu có, còn nếu NaOH không dư thì thôi. Câu 52. Câu 14,8 gam một chất béo có công thức là C3H6O2, cho công thức phân tử luôn rồi, bằng NaOH thu được chất rắn. Rồi, thì các bạn cũng sẽ viết cái phương trình ra. Vì C3H6O2
Nó có hai công thức cấu tạo nhưng mà ta chưa biết công thức nào, do đó bạn phải đặt là RCOR phẩy. Rồi, chúng ta sẽ có được R này CONA cộng với R phẩy OH. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái số mol của C3H6, ST là C3H6O2 nha. Đây là cho như vậy rồi. Chúng ta tìm số mol của ST thì bằng lấy khối lượng đề bài cho là 14,8, các bạn chia cho M lớn của chất này là 74, M lớn 74 ha, là 0,2 mol. Thế thì chúng ta sẽ có ban đầu ST ta có 0,2 mol này. Đề bài cho lượng NaOH là 300 ml nồng độ 1 m, 300 ml có độ là 0,3 lít nhân 1 là 0,3 mol. Như vậy là khi làm phản ứng ha, là ST này sẽ hết này, NaOH sẽ vẫn hết 0,2 và muối tạo ra 0,2. Rồi lượng dư ST hết các bạn 0 trừ xuống, NaOH dư 0.1, muối trở thành 0,2. Rồi, như vậy cũng tương tự như bài trên thì ta có chất rắn ở đây gồm có muối và NaOH dư, có tổng khối lượng là 17,6 gram như đề cho. 17,6 gram chất rắn ở đây là bao gồm có muối RCONA này và NaOH dư, thì cái này là 0,2, NaOH dư 0.1. Và chúng ta sẽ lập cái khối lượng 17,6 này nhé. Mình sẽ có 0,2 này nhân cho R cộng 67 cộng 0,1 nhân 40 bằng 17,6, đốm gốc R. Rồi, bấm nha. R bằng 1. R bằng 1. Vậy là nó sẽ là hydro. Vậy công thức cấu tạo của ST sẽ là thay gốc R là HCOO, mà chúng ta có cái công thức tổng ở trên rồi. Công thức tổng của chúng ta là C3H6O2. Công thức tổng của chúng ta là C3H6O2. Chúng ta biết cái gốc HCOO rồi. HCOO như vậy là phía sau chúng ta là còn 2C. Đúng không? Các bạn còn 2C, C3H6 mà. Trừ bớt đi thì còn 2 này. Rồi còn H5. Đó. Vậy đáp án mình là câu B nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu 53. Câu 53 là một bài toán tính hiệu suất vận ST hóa. Thì câu này không, đơn giản các bạn, không khó đâu. Câu 53 nhé. Quan trọng nhất của những câu này là các bạn phải biết viết phương trình acid acetic CH3COOH cộng với ancol là methanol là CH3OH. Rồi, nhớ là nếu ghi thì phản ứng là hai chiều, bạn sẽ thu được ST là CH3 này, COO, bạn bỏ H đi, thêm gốc CH3 vào và thêm nước nha. Đó, rồi. Thế bây giờ đề bài sẽ cho, bạn phải tính được số mol của đề bài cho nhé. Số mol của CH3 này, COOH bằng khối lượng là 13,2, bạn chia cho M lớn của cái axit này là 60, bạn bấm số mol. Là 0,22 mol. Rồi, ở chúng ta có số mol của methanol. Đó, để bài cho 3,52 gram. Bạn chia cho M lớn của cái ancol này là 32. 0.11. Rồi, bạn cứ thay vào phương trình thôi. Acid 0,22
Ancol là 0.11. Với các bạn so sánh hai cái số này thì Ancol này là bạn sẽ chọn Ancol này đúng không, để tính quả ST. Như vậy các bạn cứ điền ST là 0.11 mol bình thường, giống như trong phương trình vậy, được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ có khối lượng của ST, có nghĩa là khối lượng của ST sau này, ST khối lượng của này bằng số mol của nó là 0.11 đó, rồi là mol đúng không? Bạn nhân cho m lớn của nó là 88 này, xin lỗi, m lớn nó 74, m lớn 74. Nhưng bài toán này còn hiệu suất nữa đúng không? Để mà yêu cầu tính hiệu suất, nó có hiệu suất, nhớ bài toán có hiệu suất là khi chúng ta tính sản phẩm để chất phía sau mũi tên đó, thì bạn phải nhân hiệu suất và chia cho 100 nha. Rồi thì sẽ bằng khối lượng ST đề bài cho kìa là 4,07 gam đó, lấy số mol nhân m lớn nhân hiệu suất chia 100 bằng khối lượng đề bài cho thì các bạn bấm đáp án thôi. Rồi, bạn có được 50, là hiệu suất là 50%. Rồi, câu 54 là một bài toán về chất béo không no. Thế đầu tiên các cô điện là triulein là cái gì các bạn phải thuộc. Triulein là C17H33. CO này. 3 lần C3H5. Rồi. Ở đây thì các bạn phải hiểu rằng là trong cái gốc C7H33 này này, cái gốc này này là gốc nó có một nối đôi. Nha, gốc nó có một nối đôi. Mà một nối đôi á thì cộng là 11H2. Và chúng ta 3 lần lên này là cũng 3 thôi, là cộng 3H2. Thế là cái sản phẩm thu được của các bạn sẽ là C17H35. Đó, chuyển thêm vào COO này, 3 lần C3H5 là biến một chất béo không no thành một chất béo no. Thế thì bây giờ đề bài yêu cầu là 13,26 gam triolein. Đó, thì cái này thì các bạn phải bấm được cái M lớn nha. M lớn của cái chất béo ban đầu này. Đấy, cái chất béo này này, nó cái m lớn nó bao nhiêu. Đó, thì các bạn sẽ bấm được m lớn của cái chất béo này đó là 884 nha, các bạn phải bấm được m lớn là 884. Rồi, đề bài cho cái khối lượng là 13,26 gam kìa. Các bạn phải tính được cái số mol của cái triolein này ha. Các bạn phải tính được cái số mol này ra bằng cái khối lượng là 13,26 mà đề bài cho chia cho m lớn là 884 đó, các bạn bấm được ra. Không chấm không mười lăm. Rồi chúng ta có 0.015 mol, thay cái 0.015 mol nó vào cái phương trình này đó, thì cái lượng hydro các bạn thấy không, nhân 3 lần có số 3 nhân 3 lần thì 0.045 mol. Vậy là ta đã tính xong lượng hydro thì đáp án này là câu A nha. Bạn cứ nhớ là một triolein thì tác dụng được 3H2. Rồi câu 55 thì cũng là công thức của triolein. Triolein tác dụng với tối đa 0,6 mol brom. Giá trị của A là bao nhiêu? Thì tương tự như vậy nhé, chúng ta cũng sẽ có triolein là C17 này, H33 này, COO 3 lần C3H5. Nó có tên gọi nó bạn phải thuộc nhé, còn không thuộc tất nhiên là không làm được đâu. Thì trong cái công thức này á, cái gốc C7H33 của chúng ta này, nó cũng sẽ có một nối đôi. Mà nếu mà một mối đôi á thì nó cộng đối với một BR2, và chúng ta 3 lần lên này thì cộng với 3 BR2 nha. Thì sản phẩm của chúng ta các bạn viết cũng được, không viết cũng được, ta sẽ có là C17H33, bạn thêm BR2 vào đây này, 3 lần. Rồi số mol brom này bạn cho là 0,6, 0,6 mol brom các bạn suy cái bên này bằng cách lấy 0,6 này nhân 1 chia 3 để 0,2. Đó, như vậy giá trị là 0,2 mol nhé, các bạn trả đáp án D. Vậy thôi nhé.
56. Xà phòng hóa 178 g tristearin thu được muối, giá trị của muối là bao nhiêu? Rồi, thì câu này cũng là một câu thuộc bài luôn. Vậy là tristearin là gì? Là C17H35 nè. COO 3 lần. C3H5. Và các bạn phải bấm được M lớn của cái này. M lớn của nó là 890 nha, các bạn phải bấm được. Cộng với 3 cao H này. Thu được muối C17H35 COOK và đây là 3 lần ha. Sản phẩm cố định không thay đổi đó là glycerol C3H5OH 3 lần trong mọi bài toán của chất béo. Rồi, thì bạn phải tính được số mol của tristearin này ra. Phải tính được nó ra. Để bài cho là 178 gram chia cho M lớn 890 này, bạn bấm. Không phải hai, đây ta có không phải hai mol. Rồi sau đó bạn thay không phải hai mol này vào phương trình ha. Ok rồi, thì đây để cho tiện cho mọi bài ấy, thì các bạn là tính theo phương pháp bảo toàn khối lượng đi. Chúng ta KH là 0,6 này, glycerol là 0,2. Rồi số mol KOH luôn gấp 3 lần số mol chất béo, số mol glycerol luôn bằng số mol của chất béo nha. Như bảo toàn khối lượng này, khối lượng chất béo cộng khối lượng của KOH bằng khối lượng muối cộng cho khối lượng của glycerol. Rồi thì tương đương, phải thay vào này, 178 là gam của chất béo, KOH là 0,6 nhân cho 56 m muối chưa có đang tính tính. Còn khối lượng của glycerol là 0,2 mol và nhân cho m lớn của glycerol 92. À, các bạn phải được muối này. À. Một trăm chín mươi ba phẩy hai gram. Đây, các bạn trả đáp án D nha. Rồi, câu 57. Đây. Câu này vậy thì chúng ta cũng áp dụng như câu trên mà nhiều khi nó dễ hơn nữa đó. Vì chúng ta không phải cần nhớ tên của chất béo. Bây giờ đề bài cho một chất béo chúng ta không biết được thì chúng ta cứ ghi trạng tổng quát RCO 3 lần C3H5 cộng với 3, trong trường hợp này là cộng với NaOH. 3 lần RCONa này. Rồi, cộng với ancol là C3H5OH 3 lần. Thì trong những cái bài này nhé, thực ra chúng ta chỉ cần nhớ một cái mối quan hệ đó là số mol NaOH gấp 3 lần số mol glycerol. Đó. Thì số mol glycerol đề bài cho này là số mol của C3H5OH 3 lần đó. Đề bài cho 9,2 gram, các bạn chia cho M lớn là 92 này. Bạn cho có 0,1 mol. Đó, thay vào đây 0,1. Rồi, các bạn sẽ suy được số mol NaOH này là 0,3. Rồi, muối á, muối này thì đề bài đã cho khối lượng là 91,8 gram rồi. Đề bài đã cho rồi. Và yêu cầu tính M khối lượng của chất béo này. Đấy, thì bảo toàn khối lượng giống như phương trình trên. Khối lượng chất béo là M cộng khối lượng NaOH là 0,3 nhân cho 40 bằng khối lượng muối là 91,8 cộng khối lượng glycerol 9,2. Đấy, thì các bạn bấm là M thôi. Rất nhanh đúng không? Tám mươi chín. Rồi, ta trả đáp án A. Rồi, thế nha, chúng ta hết phần bài tập, phần cơ bản.